Đây là bộ Faberpen 36 màu của Thiên Long. Đây là bộ mình nghĩ là phù hợp với tất cả mọi người. Giá cả của nó cũng phải chăng hơn so với các dòng khác. Chất lượng thì ok lắm luôn nha mọi người. Mọi người có thể thấy được rất là nhiều bài review tốt, đánh giá cao về sản phẩm này. Sau sự bùng nổ của bộ 24 màu thì Thiên Long cho ra mắt bộ 36 màu, và nó cũng bùng nổ không kém luôn. Nhìn thiết kế bút thì mọi người thấy khá là xinh ha. Ngoài ra hộp bút cũng được thiết kế rất là độc đáo. Mọi người có thể tách ra ở đây như vậy nè, là mình có thể tạo thành một cái nắp hộp lớn. Mình thấy thiết kế này khá là tiện và rất là tâm lý với khách hàng luôn. Tách hộp xong rồi thì mọi người có thể mở nắp hộp ra như thế này, thì nó sẽ trở thành một nắp hộp lớn. Lúc mà mình sử dụng màu á, mình sẽ dễ dàng nhìn thấy màu ở bên trong thông qua nắp bút và dễ dàng lựa màu hơn. Ngoài ra bên trong hộp cũng có miếng độn bên trong cao hơn bên ngoài để mọi người dễ dàng lựa màu hơn. Bây giờ cùng mình test màu nha. Mọi người thấy thiết kế bút đẹp không? Và đây là tông màu vàng đầu tiên trong bộ màu. Mình hơi không thích tông màu đầu tiên lắm, tại vì nó như bút dạ quang vậy á, khá là chói. Tiếp theo là những màu còn lại của bộ màu, mình sẽ test theo một ba rem màu có sẵn nha. Mình đã chiết xong 18 màu trong tông màu nóng của bộ bút rồi. Mọi người có thể thấy màu lên rất là tươi và khá là rõ. Bây giờ mình sẽ check đến 18 tông màu lạnh nha. Hello Gudetama. Cây bút rất là nhẹ và thân bút cũng rất là dễ cầm, cho nên mọi người sẽ rất là thoải mái khi viết. Đầu bút của Faberpen là đầu bút có hình tam giác và có mũi nhọn ở trên, mọi người sẽ rất dễ dàng để đi được nét thanh nét đậm. Nhưng mà đầu bút khá là cứng, cho nên nếu như mà mọi người đã đi quen bút này rồi thì sẽ khá là khó viết brush. Ten ten, và đây là chân dung 36 màu của Faberpen. Đây là bản check 36 cây bút màu này. Mọi người có để ý thì cũng sẽ có một vài cây bút màu mình cảm thấy nó khá là giống nhau, như hai cây bút màu xanh lá cây này nè. Những màu khác thì màu lên rất là rõ, đẹp và rất là tươi. Faberpen mọi người có thể dùng để viết calligraphy hoặc để tô tranh, trang trí sổ cũng được. Màu lên tươi cho nên sẽ làm tranh của mình xinh và tươi tắn hơn. 36 màu thì sẽ có nhiều tông màu khác nhau, cho nên mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc trang trí sổ hoặc là viết trang trí. Mình thấy có nhiều màu nó hơi nhạt nhạt giống kiểu pastel thì nó xinh lắm. Nhiều màu như vậy sẽ giúp mọi người có nhiều sự lựa chọn trong việc trang trí các template. Mình thấy mua một hộp màu này là đầy đủ cho việc trang trí của tụi mình rồi. Giờ mình sẽ thử đi nền của bút Faberpen ở dưới, xong rồi chúng ta sẽ dùng bút đen để viết lên xem hiệu ứng nó như thế nào nha. Mọi người có thể thấy là mực lên khá là rõ nét, cho nên mấy cái này mà lần sau mà chúng ta dùng để trang trí sổ thì mình có thể tạo một lớp nền ở dưới, xong rồi lấy bút đen viền lên, hoặc là mình viết chữ xong rồi lấy bút đen để tạo bóng cũng khá là ok và rất là đẹp. Vậy là mình đã chiết xong bộ màu Faberpen này rồi. Giá bộ màu này là khá là ok, với lại rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Thường thì mình mua một cây bút brush để trang trí hoặc là viết calligraphy thì giá cũng đã khoảng 25.000. Nhưng mà mọi người mua nguyên một bộ này thì giá khoảng từ 80 đến 100.000 thôi, mà mình được tới 36 màu và vừa có thể viết calligraphy và vừa có thể tô rất là tiện. Giờ thì bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha. Bye 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 bye.